Thi Nhung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn không rời khỏi màn hình của Việt TV. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Quang. Kính thưa quý vị, như là cô Thi Nhung có nhấn mạnh cái phần 2 của câu hỏi là làm thế nào để mà xin được cái khoản tiền, cho dù cô Thi Nhung có vẻ hơi bất mãn là cái số tiền đó nó khiêm nhường quá, thì đâu có đủ để mà lo một cái hậu sự mà chúng ta đã vừa có đôi chút thì giờ trao đổi với nhau về những cái chi phí đó. Kính thưa quý vị, cái lump sum death benefit đó chỉ dành cho người phối ngẫu. Tôi nói thí dụ, tôi đi ngược một chút về cái chương trình survivor's benefit là cái quyền lợi tồn sinh. Cái quyền lợi tồn sinh đó dành cho những người thân nhân, chẳng hạn như là vợ hay chồng, vợ cũ hay chồng cũ, các con dưới 18 tuổi hay là những người con trở thành bệnh tật trước cái tuổi 22. Thì như chúng ta đã thưa với nhau, trao đổi với nhau, bàn bạc với nhau nhiều lần, thì thí dụ như là cái người qua đời ở đây trong câu hỏi là một vị nữ khán giả. Nếu không may ông chồng của bà ra đi thì bà sẽ được hưởng cái survivor's benefit, là cái quyền lợi tồn sinh. Tối thiểu bà phải là cái người được 60 tuổi. Bà là người tàn tật thì bà có thể bắt đầu xin ở cái tuổi 50. Nếu bà còn đang nuôi dạy một người con của cái người đàn ông đã qua đời thì cái đứa nhỏ đó phải dưới 16 tuổi. Trường hợp sẽ có thể xảy ra nếu cái người đàn ông qua đời, có đi làm, có đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi an sinh xã hội và có những cái hôn nhân trước khi kết hôn với bà. Thì nếu trong những cái hôn nhân, chúng tôi dùng những hôn nhân hay là hôn nhân là vì cũng có những trường hợp có những vị kết hôn nhiều lần rồi cuối cùng mới tìm được cái bến đỗ, có thể đây là bến đỗ cuối cùng của ông. Thì những bến đỗ trước đó, nếu mỗi một bến đỗ kéo dài được 10 năm và những người vợ cũ của người chồng của bà không tái hôn, thì với cái điều kiện không tái hôn, hôn nhân kéo dài 10 năm, thì những người vợ trước có đầy đủ quyền hạn để được hưởng cái quyền lợi tồn sinh giống như cái người khán giả của mình ngày hôm nay. Tuy nhiên, cái lump sum death benefit là cái tiền trả cho cái người qua đời, chỉ trả một số tiền duy nhất là 255 đồng và cho trả ai? Một lần thì chỉ trả cho cái người hôn phối đang sống chung với cái người đã ra đi. Thì không có nghĩa là cái số 255 đồng đó được trả cho từng bà một, mà chỉ trả cho cái bà đang sống chung. Trong trường hợp, cũng có những trường hợp mà tôi lấy thêm cái thí dụ này nhé. Một người qua đời mà trong lúc ông ra đi không có một cái người phụ nữ nào sống chung với ông như vợ chồng. Thì như vậy, cái số tiền 255 đồng đó không có ai có quyền xin được. Phải là cái người hôn phối mà đang sống chung với ông, hoặc là những người con dưới 18 tuổi, hoặc là những người con tàn tật. Thì trong trường hợp, cái người qua đời là một cái người tuổi trẻ, không có vợ, nhưng mà có hai con. Con thì người 10 tuổi, người 5 tuổi. Thì cái số tiền 255 đồng đó được chia hai cho hai người con vị thành niên. Dạ vâng. Và cái cách thức xin cái số tiền này có khó không ạ? Dạ không, cái này là cái thủ tục rất là đơn giản, là chỉ cần đến Sở An sinh xã hội mang cái giấy hôn thú, mang cái giấy khai tử. Thì cũng lưu ý cái cách thức làm sao mà chúng tôi biết được là bà là cái người vợ đang sống chung với ông, là về mặt mà khai báo trong cái việc người thân của mình qua đời. Thì bao giờ cái vị mà đại diện của nhà quan để lo cái vấn đề hộ tịch đó thì cũng sẽ hỏi những cái chi tiết như sau. Ông Nguyễn Văn A,
sinh ngày mấy, tháng mấy, số an sinh xã hội, địa chỉ, mất vì căn bệnh nào, thì trong cái giấy đó có khai luôn là cái người nào là cái người khai báo sự ra đi của cái nhân vật này. Thì khi mà để cái người khai báo sẽ để là ông Nguyễn Văn A qua đời ngày tháng năm và được khai báo bởi người vợ đang chung sống với ông Nguyễn Thị B sanh ngày mấy tháng mấy và số an sinh xã hội. Chỉ cần mang hai cái văn kiện đó thì Sở An sinh Xã hội sẽ tiến hành cái việc một là cấp phát cái lump sum death benefit. Ngay lập tức luôn hả cô? Hay là thì làm cái hồ sơ. Làm cái hồ chờ sơ. Bao lâu thì mình sẽ nhận được số tiền đó? Nhanh lắm, nhanh lắm. Chỉ tháng trước, tháng sau thôi. Thì người ta làm thủ tục. Thì sau đó rồi nếu mà bà vợ hội đủ cái điều kiện về tuổi tác thì sẽ được hưởng cái monthly payment là cái tiền chi trả hàng tháng trên cái diện là người quan phu hay quả phụ. Thì Nhung cảm ơn cô Angie Hồ Quang rất nhiều nhé. Và cũng hy vọng rằng vị khán giả tên là Như Hoa cũng nghe cô Angie Hồ Quang giải thích rất rõ ràng về câu trả lời rồi. Và một lá thư khác thì Nhung nhận được vào ngày 7 tháng 5 của một vị khán giả tên là Như Quỳnh. Cô này Như hơi nhiều anh nha. Như Quỳnh, dạ. Cô Angie Hồ Quang thân mến, cháu có câu hỏi này thay cho ba cháu. Là ba cháu ở Mỹ đã hơn 10 năm và đã có quốc tịch Mỹ. Ba cháu có đi làm hơn 5 năm nhưng mà chưa đủ tín chỉ. Nay ba cháu được 64 tuổi rồi. Ba cháu đã không đi làm được thêm nữa. Liệu đến khi 65 tuổi thì ba cháu có thể xin được tiền già hay không? Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe. Để trả lời cô Như Quỳnh thì điều thứ nhất, cô quên cho tôi biết mặc dù ông cụ sống ở đây 10 năm nhưng mà ông cụ đã là công dân Hoa Kỳ hay chưa? Có quốc tịch Hoa Kỳ rồi ạ. Dạ, thì nếu có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà cái số vốn tín chỉ an sinh xã hội thì nó khiêm nhường chỉ có 5 năm làm việc đó thì sẽ không hội đủ điều kiện để được hưởng cái quyền lợi hưu bổng. Nhưng nhờ là công dân Hoa Kỳ, do đó khi ông cụ được 65 tuổi, ông cụ sẽ xin được cái trợ cấp lợi tức an sinh là SSI. Lưu ý thêm, SSI là một chương trình trợ cấp, do đó ngoài cái chuyện đòi hỏi phải có thu nhập hạn chế thì cái tài sản cũng phải khiêm nhường. Cái tài sản mà chính phủ cho phép một người, một cá nhân được quyền có là 2.000 đô la. Cái 2.000 đô la tài sản đó là gì? Là tất cả những tiền mà mình có để trong ngân hàng, những cái công khố phiếu, những cái cổ đông, tiền trong Certificate Deposit, mình gọi nôm na là CD đó. CD này là CD để tiền, chứ không phải là CD ca nhạc. Okay. Rồi tiền IRA, tiền để dành trong cái quỹ hưu bổng, hay là những gì mà mình có thể chuyển đổi thành tiền. Lưu ý, có những thứ mà chính phủ không tính là tài sản cho một người nạp đơn SSI là căn nhà mình đang ở và phương tiện di chuyển đầu tiên, duy nhất mà mình sử dụng. Hồi nãy cô Hồ Quang có đề cập đến cái số tiền là 2.000, nhưng mà 2.000 là cho một người, còn 3.000. Một cặp vợ chồng là 3.000, đúng không ạ? Một nhà và một cái xe. Vậy thì cái cách thức xin có dễ dàng hay không? Dễ, chỉ cần gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Và khi làm cuộc hẹn, cô cũng có thể, nếu mà có điều kiện, thời gian để đưa ba đi tới văn phòng an sinh xã hội thì mình chọn cái phương cách đến đó để được phỏng vấn. Còn nếu mà phương tiện di chuyển hạn chế thì mình có thể yêu cầu được phỏng vấn qua điện thoại. Nếu, nhiều cái nếu lắm nha. Yeah. Nếu mà mình sử dụng Anh ngữ thoải mái thì mình không cần phải đề nghị có một người phỏng vấn mình bằng tiếng Việt. Dạ vâng. Và theo như cái câu trả lời của cô Angie Hồ Quang thì ba của vị khán giả này hoàn toàn có thể xin được tiền già nếu như là có quốc tịch nè, rồi có thu nhập hạn chế và có tài sản cũng hạn chế luôn, khiêm đúng nhường rồi, là khiêm nhường. Và
Chương trình thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về an sinh xã hội, mong quý vị hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ là ansinhxahoi@vietvi.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ 1301 East Arapaho, Richardson, Texas 75081. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới.